Và các anh chị ở đây, các anh chị cứ vẫn vui, và Thái Thành Thái cũng đây mặt quán cà phê Anh Khoa rất đón nhận và xin cảm ơn tấm lòng của quý vị cũng chăm lo cho câu lạc bộ trong lúc mà quán hôm nay đông quá, cách có thể là kỷ lục mà hôm nay trùng khớp ngày sinh nhật của Thái, cũng là Thái một ngày cũng Thái cũng bất bình, nói chung là cũng là điều niềm vui rồi, điều hạnh phúc rồi. Vâng, không sao, một lần nữa xin cảm ơn tấm chân tình của Cẩm Tiên rất là nhiều, cũng trao chuốc cho câu lạc bộ hát cho đời mình xanh một ngày mà thêm được phát triển hơn, và một sân chơi đem tới quý vị một sân chơi vui chơi văn minh lịch sự. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn. Và để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy lắng nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương, bài hát được mang tên Bông Cỏ Mây, qua tiếng hát của anh Đấu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nãy là anh Đậu. Quý vị đang thưởng thức một sản phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương, bài hát được mang tên Bông Cỏ Mây, qua tiếng hát của anh Đấu. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của anh Đấu rất nhiều. Mong anh lần sau anh tới Đấu tới hát thì không có nhường nha. Nhường là dứt khoát không cho nhường nữa. Anh Đấu phải hát. Giọng hay quá, giọng rất là chắc đúng không ạ? Và để